nghiêm trọng đã xảy ra trên đường DT759, đoạn qua khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình, thị xã Phước Long vào đêm 14 tháng 11 giữa xe máy và xe bồn đã khiến một người tử vong. Thông tin từ truyền hình Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều qua, xe bồn biển số 93C08239 lưu thông trên đường DT759 hướng từ thị xã Phước Long ra quốc lộ 14 huyện Bù Đăng. Đến đoạn thuộc khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển số 93K110886 do anh Nguyễn Viết Khanh, 31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến anh Khanh cùng xe máy bị ngã văng ra đường và tử vong sau đó. Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Phước Long đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.